Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn về chiếc sản phẩm máy xe xịt gỗ công nghiệp của nhãn hàng Lamakai, model là A88. Đây là một trong sản phẩm bán chạy nhất trong 2 năm qua cho các quán cà phê, nhà khách sạn trên toàn quốc. Đây là một sản phẩm khá mạnh, chắc chắn và an toàn. Trọng lượng của sản phẩm lên tới 5,5 kg, dung tích cuối 2 lít, cầm rất là chắc chắn và đảm tay. Còn tại sao máy an toàn? Khi tôi nhấc cối ra thì máy sẽ không hoạt động. Khi tôi bỏ cối vào thì máy hoạt động bình thường. Ok. Về máy thì các bạn có thể chọn được thời gian xay là từ 10 cho đến 30 giây và chạy ở 2 chế độ, chế độ thấp và chế độ cao. Bây giờ tôi chọn thời gian xay nhé, 10 giây này, 15 này, 20 này, 25 này, 30 này. Sau khi chọn thời gian xong thì chọn chế độ xay các bạn nhé. Bây giờ tôi chạy thử 10 giây ở chế độ thấp nhé. Ngoài chọn chế độ thời gian và chế độ xay, các bạn có thể dùng chế độ bun để nhào trộn thực phẩm để giúp cho thực phẩm ngon hơn. Bây giờ tôi sẽ thử khả năng xay chiếc lon bia Sapporo của cái máy này ra các bạn nhé.